được một tí bê tông. Đi xuống dưới anh Vui ơi. Cái nhà này sạt là ở khu nào chú nhỉ? Nhà ở bên kia cơ. À. Bây giờ lại chuyển sang đây ở bên này. Cái nhà kia sạt hoàn toàn hết rồi chú. Sạt hết. Tí bảo nó dẫn đến nhà đấy nhỉ. Vâng đấy. Thì mình nhìn qua cái nhà mà thôi chắc chả cần. Thôi chả cần đâu. Chú. Mình đằng nào mình cũng về qua đấy mà. À vâng. Đi qua thôi, nhìn nó chứ còn lại là mình. Thì mình đây chị ơi. À nhưng mà về đấy hay ra đây chụp ở đây. Vâng. Mấy ngày thôi em nó dòng nó đi vắng thì vào tranh thủ vào đứng bên cạnh để đứng hộ. Đứng hộ không nhận. Nhìn này, nhìn dưới chân này. Mấy tụi em cũng có ít lòng nhiều rồi. Ra đi giúp đỡ gia đình chị để có trang trải cuộc sống. Vâng. Thì em gửi chị 5 triệu. Vâng, chị cảm ơn đoàn nhé. Đứng sát ra chụp kiểu ảnh anh. Ok ok. Ok. Thế nhà kia sạt hết rồi chị? Vâng, nhà kia sạt hoàn toàn không còn cái gì nữa. À vâng. Bây giờ đi về qua là nhìn thấy. Có, nó đang gần đường mà. À vâng. Chỗ đấy, khu đấy mỗi nhà mình sạt bị sạt hết rồi chị? Đúng rồi, chỗ đấy có mấy nhà chị thôi, còn các nhà trên thì nó vẫn bình thường. Thế chỗ này chuẩn bị làm này nhà nước có hỗ trợ gì không? À, cái này thì cho nhà nước vẫn có nhưng mà chưa đúng không? Chưa có. Cái này thì chị vẫn chưa biết được. À vâng vâng. Nhưng mà kiểu gì thì ở làng xong thì họ lên xác nhận xem xong thế nào. À vâng vâng, chắc nó có đấy chị ạ. Vâng. Thôi cố gắng chị ạ. Vâng. Câu điện từ đâu lên đây? Có đường điện kia hết mà. Không, điện này là mình phải kéo lên mà. Điện kéo từ đâu chị? Điện kéo à chỗ cái thang kéo. Ao kéo tận đấy á? Vâng. Ui. Còn nước thì mình vẫn tự kéo ở dưới kia lên tầm hơn 200 mét. Bơm lên hả? Vâng. Chắc lâu. Mình tuy ở dưới này nhưng mà cũng không bao giờ vào trong thôn bản mấy nên là cái giai đoạn này là chỗ mấy anh em nghỉ các bác ạ. Mấy chị em nghỉ để chờ thầy hiệu trưởng về thấy lấy thêm kinh phí bởi vì thầy xin được thầy xin ngoài riêng được 100 mấy ấy. Thầy cũng có nói chuyện với em là thầy xin được 100 mấy cho ba cái hộ trong kia bị sạt hết nhà nên là thầy muốn về lấy tiền để thầy trao luôn một thể tí lên. Bây giờ lên là có một anh cán bộ xã đi cùng. Đấy, các anh nghỉ xem view đẹp không. Đấy. Đấy, trường thầy ở ngay dưới này này, còn cái chỗ kia, cái chỗ xây kia là cái chỗ bệnh viện mới của huyện Bắc Hà, còn trong kia là trung tâm huyện Bắc Hà các em. Đấy. Các anh nhìn. Còn cái nhà này anh chị nhá, cái nhà này là cái nhà mồ côi cả bố cả mẹ. Cả bố cả mẹ luôn. Đấy thì là nãy thì anh chị cũng có trao cho bạn ấy ở dưới trường ấy, cái bạn lớp 4 ấy là bạn mồ côi cả cha cả mẹ. Đấy các bạn. Còn cái chỗ này đường này lên là cái đường đi lên cái lễ hội say sán của huyện Bắc Hà thường tổ chức vào tầm mùng khoảng tầm trong khoảng đấy nhá, khoảng mùng 3 đến mùng 5 Tết anh chị nhá. Nếu mà anh chị mà có cái ghé Bắc Hà thì anh chị Tết ấy, anh chị ghé qua đó để xem lễ hội say sán anh chị nhá. Rồi anh chị, thực ra là cái video em quay em sẽ không quay được hết đâu, vừa đi xe máy không quay được. Đấy. Gặp hộ nào thì anh chị trao nhà nào thì em quay luôn cho. Ở cái đoạn này thì là thầy hiệu trưởng thấy cái có mời được thêm cả lãnh đạo xã. Cái chú kia là chú bí thư hay phó bí thư nhỉ? Đây chú này chú phó bí thư của xã thành phố. Cái nhà này là bị sập hoàn toàn hết là chị? Đúng rồi, ba hộ này là sập hoàn toàn hết. Nhà này với nhà trên kia? Trên kia thì là đang xây trường mầm non phân hiệu. À cái nhà này đây đang đây xây đây. Nhà ở đây và một nhà mình hỗ trợ là ở nhà bên kia. À đây. À đây, hai nhà ở đây, làm ở đây luôn. Ba nhà ở đây luôn hả chú? Đây này. À đây. Đây là một nhà riêng à? Cái nhà kia chưa được hỗ trợ.
cái nhà này này. Đây là hai nhà liền nhau nhưng mà lại cái một đây nhà bà Tránh với nhà không còn nhà này cơ. Cái nhà này mà nó chưa được hỗ trợ. Nhà này là nhà xây mấy nhà liền nhau ở đây tất cả. Cái này là hai nhà xây liền thôi à chú? À, chung một tường ấy. Thế thì phải xây tường dày dày tí chú nhở. Chú về chỗ đấy chát, phải chát tường nhà này nhà kia chát dày tí. Đây. Ủa, cái này cũng làm nhanh chú nhở. Làm nhanh nhở, mới hôm vừa rồi mà xử lý luôn chú nhở. Không có chỗ ở. Không có chỗ ở đó. Vâng. Đây là kè lên này, kè lên trên trường học. Đây là có một nhà chị ạ, đây có một nhà là chưa hỗ trợ đấy tí. Vâng, đây thầy hiệu trưởng thấy tí các thầy chứ bạn. Vậy này đi cái cung đường kia sạt nhiều ghê quá các bạn, cung đường sạt cô lập một thời gian các bạn nhé, bị sạt hết cô lập một thời gian. Đấy, vừa bác bí thư bác bảo là phó bí thư bác bảo vậy. Kìa, đường sạt các bác tưởng tượng sạt kìa. Đấy, nãy đi qua chỗ này này. Đây là thôn, cái này là thôn gì nhỉ? Quên mất rồi. Tự nhiên Lậm Thố. Đây là Lậm Thố của xã thành phố. Bác à. Chưa tính đến 6 cát. À, đây là sắp được lợp rồi. Sắp được rồi. Đang đặt bì, đặt máy. Mai lợp đi. Nó mỏng, nó chuẩn. Đi vào đây nè. Xã này rộng nhỉ. Ôi, còn mấy thôn xa lắm. Xa, cách 25 cây số thôi ạ. Thôn vào trong chiều được bản đèn thế ạ. Thánh hết rồi xa. Chị làm xã mà quản lý địa bàn là vất hết đấy nha. Đấy. Tiền hỗ trợ đấy để làm nhà nhá. Cái này là kinh phí làm thầy xin được hả thầy? Đây, một nghìn ra đây ạ. 1, 2, 3 tôi phải xin một kiểu thầy. 1, 2, 3 có cần 3, kiểu 5 á? Rồi, kiểu 5 ạ. Thế là hoàn thành nhá, cố gắng 50 triệu sớm để vào nhà mới. Lúc nào vào nhà mới thì gọi nhá. Chắc là phải một con lợn làm rau chứ. Có chứ. Có con lợn đâu, con nuôi được. Có tiền ra 50 triệu để mua mỗi ngày. Thế nào hôm nay không bị thôi con lợn này. Thay hoàn đấy là một nhà, đấy là một nhà. Chân lợn nó sập ngay. Ở chỗ này là vẫn bên này vẫn còn đất vào đúng không? Vâng, vẫn xây nhà bên đấy nữa. Bên này là làm bếp, bên này là nhà vệ sinh. Úi giời, cái nhà này này. Đây này, đây này. Đây là cái nhà sạt hẳn hoàn toàn đấy nhỉ? Đúng rồi. Là nó ra kia đấy nhỉ, đúng không? Là nó ra kia ở này. Đây là mấy cái nhà sạt vừa rồi đấy. Chỉ đạo cái nhà sàn to mà nhỉ. Nhà sàn rõ to. Thủy điện nhỏ đây này. Đốt rác. Nơi đốt rác công cộng. Đây chỗ này chỗ đốt rác công cộng. Phết đấy nhỉ. Đấy còn cái nhà này là vào. À, đây cũng dựng nhà. Cái nhà này chắc cũng mới di chuyển vào đây chứ nhỉ? À vâng, vừa mới dựng xong hôm qua kia đấy ạ. Nhưng mà ngay trên này là toàn đất đây, mai sợ rõ sạt không nhỉ? Chắc là phải luôn.
Ở chỗ này thì nó đảm bảo không sợ đâu. Nghĩa là nó từ trên đứng dốc cao kia thì mới sợ. Đó là đồi thôi, chứ còn chỗ này thì không. Nhà này thì Di rời nhà từ cái khu bên kia về là hôm trước là cái nhà nó bị sạt. Nhà trên này dựng mà đất đây vẫn phải mua hết thì nhỉ? Nhưng mà nhà nước bán thì rẻ thôi. Chào anh nhá. Đây là chủ nhà đây, chủ hộ đây. Đây ạ. Đây à? À em. Chứ này em mua bao tiền nhỉ? Mua từ La thôi. Không, cái mà đất này. Đất. Đưa đấy, 100 triệu. 100 triệu cái đất này ạ? À? Cái trên kia cũng mua à? 100 triệu là cái cả cái chỗ này à? Hai nhà góp à? Không. Bên kia đó, nhà kia. Nhưng mà thấy kia thấy nhà kia với nhà này là một à? Đúng không? Thế đấy đường xa đúng không? Nhà kia với nhà này là một à anh? Hai nhà. Hai anh em à? Hai anh em. Đây là nhà xóa đúng không? Đâu, nhà xóa. Bên kia là nhà gì? Bên kia là nhà gì là? Nhà gì? Nó vẫn tận dụng được gỗ cũ. Gỗ vẫn là tận dụng được. Vẫn nhiều được. Thế con có thể không cá? Vâng. Con rẻ đấy á? Vâng, con rẻ đấy. Thế à? Dạ. Bây giờ tôi sát đây. Bác sĩ nhà này nhà thứ ba các bác nhé. Báo cáo với anh chị cô chú anh chị em là nhà thứ ba anh chị ạ. Nên có sao luôn nhà trên này không chị? Có cho luôn nhà trên này không? Vâng. Đấy xong là cho lốt nhà này đi. Đấy vâng. Đấy. Nói chung là may là có thầy Lục thấy hướng dẫn đi. Đấy. Thầy Lục thì thầy cũng quan tâm. Em chỉ đi làm caramel thôi các bác. Bác Thủy là bác sang bên này lâu trước Thủy nhỉ? Sang được hơn năm rồi. Hơn năm à? Trước là bác làm bên Na Hối mà nhỉ? Na Hối. Đây là nhà này đang các bác, nhà này mới dựng được à? Tận dụng được cái nhà cũ anh ạ. Tận dụng được cái, vâng, đấy. Đường đường này đi vào trong thôn xa không chị? Đường này đi vào trong thôn xa. Nếu mà vào cái có còn cái thôn xa nhất của em là 25 cây số. Không, cái thôn đấy biết rồi, cái đường này vào thôn nào đấy chị? Đường này là hết của cái thôn này. Sang Ngải Thầu chú. Sang được Ngải Thầu. Sang Ngải Thầu xin chào. Không hết tất cả các tuyến đường của thôn. Bây giờ có nhà này gỗ áp hết rồi nhờ. Tận dụng được nhưng mà thế như này cũng là may rồi nhờ các bác nhỉ. Vâng. Đây. Anh cô đứng dịch ra giữa này. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Ok, nhìn đây chụp vào kiểu ảnh. Đây chụp vào đây. Vào đây.
Ok. Cái nhà này chứng tỏ là cũng lâu rồi nhá. Đây này, cái này là tự làm hết đấy, tự ấy đấy. Chắc lắm. Ô đây các bà đi giúp à? Ô cái này thuê máy xúc múc ạ. Khả năng là anh chị ạ, xin phép cô chú chị em là em tạm thời kết thúc cái video ở đây nhá. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Báo cáo anh chị em là cái đoàn này, đoàn anh chị của em ấy, thì sẽ đi tiếp về những cái gia đình nào mà khó khăn đi nhà nào ấy, thì là sẽ hỗ trợ tiếp. Ví dụ đi không hỗ trợ hết được nhiều như này thì mỗi hỗ trợ mỗi nhà chắc tầm khoảng báo cáo bác là hỗ trợ được trường học được 20 triệu này. Đấy, mỗi nhà là 5 triệu này, còn hai bạn học sinh mồ côi là mỗi nhà 1 triệu này. Vâng nhá. Đấy. Thì cái này thực ra là em chỉ làm video vui thôi nha anh chị nha, vui vẻ để chia sẻ cái yêu thương cho anh chị thôi, để anh chị có một cái kỷ niệm thôi anh chị nhá. Anh chị nếu mà có xem video mà có chỗ nào nó không được hay, anh chị nhớ ủng hộ em nhá. Rồi có chỗ nào không phải thì các bác sẽ có những cái lời hướng dẫn hay giúp đỡ em nhá. Đấy. Ok. Anh chị nha, em xin phép chào các anh nhé. Hẹn các bác ở cái video lần sau. Anh chị nhớ like, đăng ký, chia sẻ kênh giúp em ạ. Ok, xin chào, hẹn tạm biệt. Chưa tàn chưa, tôi có lúc chưa tiền.